bao đời nay, người dân Cù Lao Diên gồm 3 xã Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân, Tấn Mỹ thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang chủ yếu sống bằng cây lúa, hoa màu. Những năm gần đây, cây xoài bén duyên và chiếm vị trí độc tôn ở vùng Cù Lao nằm giữa sông Tiền và sông Hậu này. Và cũng từ đó, hàng trăm hộ dân nơi đây đã được đổi đời phất lên nhờ cây xoài ba màu, một giống xoài có nguồn gốc Đài Loan, được người dân An Giang nhân giống và đổi tên thành xoài ba màu. Nếu mà so sánh với màu với cây lúa thì nó chênh lệch cũng hơi khá, thì cũng phải chênh lệch khoảng, nếu mà bỏ chi phí thì khoảng 20 triệu một công, còn lợi nhuận là khoảng 20 triệu. Mà so sánh với xoài ba màu với cây xoài truyền thống trước đây đó, xoài cát hòa lộc rồi xoài cát chu, xoài hoàng, cái giá nó cũng cao hơn nhưng mà cái hiệu quả nó cũng cao hơn. Do đó thì mình chọn cây xoài ba màu này để mình làm cái kinh tế cho nó. Quả to, thịt dày, chắc, vị ngọt đậm, có trọng lượng nặng đến hơn cả kilo là những đặc điểm nổi bật của giống xoài ba màu. Và cũng như tên gọi của mình, giống xoài ba màu nơi đây có ba màu sắc chính đặc trưng gồm xanh, vàng, đỏ. Trong đó, loại xoài ba màu vàng luôn có giá trị nhỉnh hơn hai loại xanh và đỏ. Bởi muốn có màu vàng đẹp mắt, người trồng phải áp dụng kỹ thuật bao trái với vỏ bao được thiết kế đặc biệt giúp trái xoài tránh được tác động của ánh sáng mặt trời để tạo màu cho quả, trong khi hai màu còn lại là màu tự nhiên vốn có của giống xoài này. Theo ông Hùng, cây xoài ba màu có khả năng sinh trưởng vượt trội so với giống xoài bản địa là cát chu, xoài hòn. Cây cho trái ngắn ngày, chỉ khoảng 18 đến 24 tháng trồng. Mỗi năm thu hoạch 2 vụ, năng suất bình quân đạt 15 tấn quả trên mỗi hecta. Càng lâu năm thì sản lượng càng cao. Trước hết là sau khi mình ăn trái rồi có nghĩa là mình sẽ tạo tán tỉa cành. Tạo tán tỉa cành xong nó rồi lấy lọc xong nó rồi là mình sẽ sử dụng thuốc phát lo, mình khống chế gốc. Rồi sau 75 ngày trở lên, rồi mình sẽ phun thuốc cho nó ra hoa. Ra qua rồi cái bắt đầu mình sẽ sử dụng nó dưỡng sau khi mà nó ra trái rồi, hoặc ngón chân cái hoặc nửa cổ tay, rồi là sẽ bao lại phòng trừ được cái thứ nhất là phòng trừ được cái sâu bệnh nè, thứ hai nữa là ruồi đục trái, cái thứ ba nữa nó tạo lên cái màu vàng nó rất đẹp, nhìn cái xài là nó rất đẹp, nó thấy mê luôn. Đó là nói chung là người sử dụng là rất an toàn, đảm bảo. Là bao trắng thì nó sẽ giữ cái màu trắng, bán bằng cái giá xoài xanh. Còn cái giá xoài vàng thì nói chung đó là trong hai cái thời điểm, thứ nhất là cái xoài Noel đó, thì cái giá nó chênh lệch mười mấy ngàn một kilo với xoài xanh. Hiện nay, giá bán trung bình của giống xoài ba màu dao động từ 20 đến 30 ngàn đồng một kg tùy thời điểm, và cùng với biện pháp bao trái tạo màu giúp phòng trừ sâu bệnh hại, ngày nay người trồng xoài còn áp dụng kỹ thuật xử lý ra hoa cho thu hoạch trái vụ nên xoài cho trái quanh năm. Nếu mình lập vườn thì thứ nhất là mình phải sử dụng cái hệ thống nước để nước tưới tiêu cho nó đảm bảo cái cây của mình để cho nó tốt hơn. Là thứ nhất là mình có nhiều biện pháp mà. Thứ nhất là nếu mình có tiền thì mình sẽ xây cái bồn cao lên, sẽ bơm lên trển, rồi mình đi đường ống để cho nó tưới nhỏ giọt. Còn thứ hai nữa thì mình sẽ tưới trực tiếp, nhưng mà những cái cây nào mình cũng phải nên đánh cái bồn chứa nước trong đó, sau khi đó là mình giải phân vô đó nó sẽ tiếp thu ngay sẽ đưa cái hiệu quả rất cao. Huyện Chợ Mới hiện có khoảng 1.500 hecta xoài ba màu. Riêng xã Bình Phước Xuân có gần 200 hecta trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. 7,5 hecta đầu tiên của 9 hộ nông dân nhận được chứng chỉ này từ năm 2015. Đến nay đã nhân rộng lên thành hợp tác xã sản xuất Việt Gáp xã Bình Phước Xuân với thương hiệu xoài ba màu Cù Lao Diên.
Theo các chuyên gia nông nghiệp, để cây xoài đạt hiệu quả năng suất cao, đảm bảo tiêu chí việt kép, bà con cần ưu tiên dùng phân hữu cơ, vi sinh, lấy mẫu đất, nước định kỳ, lập sơ đồ nhà vườn, kho vật tư đúng quy định, sử dụng thuốc trong danh mục, hàng ngày ghi chép nhật ký chăm sóc. Nông dân cũng nên nắm vững kỹ thuật từ khâu chọn đất, chọn giống, bón phân, tưới nước. Cây từ khi ra hoa kết quả cho đến 50 ngày sau đều được bao trái nhằm tránh sâu bọ, côn trùng đục quả, nắng làm rám màu. Ngoài ra, để thuận tiện cho việc thu hái, nông dân cần cắt tỉa cành, tạo tán cho cây tròn đều, cân đối. Hết mùa thì tiến hành bỏ bớt cành già, cành sâu bệnh, giúp cây thoáng và nhận đủ ánh sáng mặt trời để sinh trưởng tốt, cho năng suất vụ tới cao hơn. Sau khi thu hoạch rồi, cây xoài mình nói chung là nó mang cả mấy tấn trái thì nói chung là nó sẽ bắt đầu nó có hơi giảm cái độ của nó. Nói chung nó cũng hơi si đó, thành ra cái mình sẽ cho cái phân đạm nó hơi nhiều. Nhưng mà sử dụng NPK cũng được, 16, 16, 8 cũng được, hoặc 15, 15, 20 cũng được. Rồi mình sẽ đưa vào một cái số phân đơn, nếu mà cây xoài mình nó si quá thì mình sẽ cho cái độ đạm nó hơi nhiều một chút. Với cái cộng với cái pha chế kia, gọi NPK pha chế, nhưng mà mình sẽ cộng thêm đạm thêm chút xíu. Ure hoặc DB cũng được, đó là cho 1/3 trong đó nữa thì nó sẽ tạo cái cây mình nó phục hồi lại ngay. Phục hồi lại nhanh. Đối với cây ăn trái nói chung thì chúng ta lưu ý những cái giai đoạn chính thôi. Đó là giai đoạn mà sau thu hoạch. Đây là giai đoạn chúng ta phải cắt tỉa cành, phục hồi vườn. Và bón phân thì chúng ta lưu ý bón kết hợp với hữu cơ. Thì ngoài ra thì phân bón NPK thì chúng ta chọn cái phân bón mà có công thức đạm lên cao. Chúng ta có thể chọn tỷ lệ 3:2:1 hoặc là 2:2:1. Thì có thể bà con bón cái 20-15 năm hoặc là cái 16-16:8 đều được. Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta thấy là nó có hiện tượng là nó bị phèn, đất chúng ta bị nhiễm phèn tương đối nhiều, cho nên thì chúng ta lưu ý bón cái sản phẩm thì chúng ta ít lưu huỳnh thôi. Những cái sản phẩm mà nhiều lưu huỳnh quá thì nó có thể làm chua đất. Cái lượng bón thì tùy tuổi cây, tùy năng suất cây. Cây nhỏ thì chúng ta bón cái lượng ít và cây lớn bón lượng cao. Có thể chúng ta gia giảm khoảng từ nửa ký đến 1,5 ký gì đấy. Và cái lần bón thứ hai là cái lần bón mà chúng ta bón để xử lý ra hoa, bón để là tạo cái mầm hoa. Thì thường đối với giai đoạn này thì cây ăn trái cần cái lượng lân cao, thì bà con có thể sử dụng các cái sản phẩm mà có công thức lân cao, có thể tỷ lệ là 1:3:1 hoặc là 2:3:1. Thì ở thị trường thì nếu bà con có thể, nếu bà con không có sản phẩm mà phân bón mà NPK sẵn trộn sẵn thì chúng ta có thể trộn cái DB và cái kali để tạo ra một tỷ lệ với công thức nó tương đương như vậy để chúng ta bón. Cái lượng bón thì cũng sẽ dao động giống như cái lượng bón thúc. Và giai đoạn bón nuôi trái. Nuôi trái thì chúng ta lưu ý hai giai đoạn thôi, là cái giai đoạn trái lớn nhanh và giai đoạn trái đã thành thục. Thì trái lớn nhanh thì chúng ta có thể bón những sản phẩm có công thức chẳng hạn như là 2:2:1 hoặc là 3:2:1, tại vì chúng ta cần đạm cao lên để cho trái nó lớn nhanh lên. Thì thị trường hiện nay thì bà con có thể bón cái 16:16:8 hoặc là 20:15 năm. Giai đoạn sau là giai đoạn mà nuôi trái, để trái chúng ta nó đạt cái phẩm chất nó ngon, nó ngọt hơn. Thì chúng ta bón cái công thức có tỷ lệ là có thể là 1:2:3 hoặc là 2:2:3, nghĩa là hoặc là 2:1:3. Nhưng tỷ lệ nó có cái hàm lượng kali cao thì có thể là bà con sử dụng cái 15:5:20 con bón đều được. Còn nếu mà vườn chúng ta mà có cái hiện tượng mà ra trái mà nó không có đồng loạt, nghĩa là trên cùng một cây nó sẽ có nhiều giai đoạn trái, thì có thể chúng ta sử dụng những cái công thức mà có cái công thức tỷ lệ là 1:1:1, chẳng hạn 3:13, 3:15, 3:16. Thì đây là những cái công thức mà chúng ta có thể bón, tại vì nó có nhiều cái đợt giai đoạn trái trên cây. Ngoài thị trường Trung Quốc, hiện nay một số doanh nghiệp như là Hàn Quốc, Nhật Bản đã đến đặt vấn đề ký hợp đồng thu mua xuất khẩu xoài ba màu An Giang, nhưng với điều kiện phải có diện tích sản xuất xoài việt kép đủ lớn để đáp ứng các đơn hàng của nước ngoài. Hiện nay, chính quyền địa phương nơi đây đang hỗ trợ người dân để mở rộng diện tích xoài sản xuất và đạt chứng nhận việt kép, đồng thời đang triển khai thành lập hợp tác xã xoài việt kép với diện tích khoảng 130 hectare.